Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về vật phẩm số 28, Lucky Old Mule. Lucky Old Mule là thức uống có thành phần từ đậu nành khá phổ biến ở The Bike Room, có thể sánh ngang với Almond Water. Sự nổi tiếng của Lucky Old Mule tăng lên do những người bị dị ứng với hạt không thể uống được Almond Water. Lucky Old Mule là một thức uống làm từ đậu nành, một sự thay thế tuyệt vời cho Almond Water dành cho những người bị dị ứng với các loại hạt. Bình sữa của Lucky Old Mule thường được làm bằng thủy tinh cứng, tương tự như một bình sữa bình thường, với nhãn xung quanh ở phần giữa. Có vẻ như nhãn này đã được gắn sâu vào thủy tinh và giống như thủy tinh màu hơn. Có 6 hương vị tương ứng với 6 loại nhãn khác nhau và mỗi hương vị có một tác dụng riêng. Có một danh sách thành phần ở mặt sau của nhãn nơi các thành phần được liệt kê: đậu nành 100%, đường 0%, chất bảo quản tự nhiên 300%, hương liệu chất tạo màu nhân tạo 0%. Nó cũng được đề cập đến việc chứa một lượng canxi cao, làm cho nó trở thành một trong những thứ tốt cho sức khỏe nhất có thể được uống trong The Bike Room. Hiệu ứng của hương vị sữa Lucky Old Mule như đã được đề cập trước đây, mỗi màu tương ứng với một nhãn và hương vị. Có thể nhận biết điều này bằng cách nhìn vào viền của nắp chai có đường sọc cùng màu. Mặc dù các nhãn mác trên chai cũng có tên hương vị ăn sâu vào trong đó, giúp bạn dễ dàng nhận ra được Lucky Old Mule của mình có hương vị gì. Ngoại trừ duy nhất là hương vị may mắn và vị chuối, cả hai đều không có hương vị ăn sâu vào nhãn. Hương vị may mắn có tính tình huống cao và có thể nguy hiểm nếu không được xác định và xử lý đúng cách. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần tác dụng và đặc điểm của từng vị. Với vị bình thường, vật phẩm sẽ có vị như sữa đậu lành bình thường, màu trắng, ấm hơn và có số lượng khá phổ biến. Với vị dâu tây, có màu hồng và tương tự như caffeine với mùi hoa oải hương, loại này có độ phổ biến như loại thường. Với vị sô-cô-la, có màu tím và tác dụng giảm đau lưng và cứng vai, dù không phổ biến như hai loại trên nhưng vẫn thường gặp. Với vị matcha, có màu xanh, rất dễ chịu và giúp chữa chứng mất ngủ, độ phổ biến tương tự như sô-cô-la. Với vị chuối, có màu vàng, không có gì đặc biệt ngoài vị chuối đặc trưng, độ phổ biến như trên. Với vị may mắn, màu vàng, có vị chuối, sữa càng nóng thì bạn càng may mắn, còn sữa càng lạnh thì bạn càng kém may mắn. Do hương vị của chuối và may mắn rất giống nhau, cho nên bạn nên làm nóng bất kỳ các chai sữa màu vàng ở mức tối thiểu khoảng 71 độ C trước khi tiêu thụ, như đã nêu trước đó, không có hương vị trên nhãn. Và giờ chúng ta sẽ đến với các công dụng khác của sữa Lucky Old Mule. Lucky Old Mule có rất nhiều tác dụng mang lại khi tiêu dùng. Để sử dụng chúng một cách đầy đủ nhất, hãy làm theo những hướng dẫn bên dưới. Để có một giấc ngủ ngon hơn, hãy đổ một ít hương vị matcha lên khăn giấy và từ từ chấm lên mắt, sống mũi và dưới tai. Điều này sẽ giúp giảm căng thẳng cho mắt, màng nhĩ và thông mũi, giúp cho bạn có giấc ngủ ngon hơn. Thứ hai là uống nó. Nếu bạn muốn một cách đơn giản để đạt được hiệu quả thì chỉ cần cơ bản là uống chúng. Lucky Old Mule khá là bổ dưỡng và ngoài sự cố Lucky Old Nicky thì không có sự cố nào dựa trên vị may mắn nào khác do Lucky Old Mule gây ra. Mặc dù vậy, những người bị dị ứng đậu nành không thể uống nó vì nó được làm hoàn toàn từ đậu nành. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.